Xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, hôm nay em được tầm khoảng vài chục cây dảo Phú Quý Cần Thơ đây cả nhà. Thì loại này hoa nó tròn rất là đẹp luôn nha. Em chỉ có được vài chục cây thôi. Thì cây nó như thế này cả nhà. Đây chính là hàng đôm ha. Rễ thì đã xử lý đủ kiểu liền, cốt tầm khoảng 60-70%. Đó, cây hàng đôm nó đang ra đột mới rồi nè cả nhà ha. Đây chính là dảo Phú Quý nha. Thì cái lô này đúng là lâu lâu em mới có được đó cả nhà. Đó, giá là 125.000 một cây. 3 cây bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. 10 cây bên em sẽ tặng một. Cái loại dảo Phú Quý thì cả nhà biết trời, hoa của nó rất là đẹp cả nhà. Đây ha, đây là dảo Phú Quý. Đây là hàng đôn, chuẩn bị ra thêm một cơi đọt nữa nha. Đây cả nhà, rễ thì xử lý đủ kiểu ha. Chính là giống dảo Phú Quý Cần Thơ nha. Rồi tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây sẽ là một cái lô mai dảo Thủ Đức liền cốt. Thì lô này em thấy rễ tương đối đẹp nha. Rễ tương đối đẹp cả nhà. Đa số là hình thú nha. Đây cả nhà nhìn ha. Đa số là hình thú. Chiều cao do hàng đôm nha cả nhà. Chiều cao của nó thì khoảng một gang tay. Lô này thì cây rất là cứng cáp nha. Đang chuẩn bị ra thêm một cơi đọt nữa nè cả nhà. Đó đây ha. Rễ thì nó cũ nở nè. Đó, đây là củ nở ha. Rồi đế thú. Đây cả nhà nè, đa số là đế thú như thế này nè, rất là đẹp. Lô này thích hợp cho chúng ta trồng đất ha. Trồng đất rồi trồng chậu rồi là ok luôn cả nhà. Đó, đây này, cây nào cũng hình thú hết trơn ta ơi. Đó, thân lát hình thú ha. Hàng đôm nha, hàng đôm nha cả nhà. Đó, lô này thì em bán với giá là 100.000 một cây nha. Lô này rễ đẹp nha cả nhà. Nó củ nở, củ nở rồi hình thú đủ kiểu nha. Đây nè, rễ đẹp lắm, củ nở nè ha. Đó, giá là 100.000 một cây nha. Đó, 4 cây em bao ship, 10 cây em sẽ tặng một nha. Đó, đây nè, cái củ bự ghê. Đó đây, chiều cao tầm khoảng 20-25-30 nha cả nhà. Đây, đây chính là cái lô dảo Thủ Đức cực kỳ đẹp luôn. Đây chính là hàng đôn ha. Giá là 100 nha, 100 nha cả nhà. 4 cây em bao ship, 10 cây em tặng một. Ngoài cái lô 100 đó thì bên em sẽ có một cái lô nhỏ hơn một xíu. Đó, cũng đế thú như vậy luôn. Giá là 80.000. Đó, 5 cây thì bên em sẽ bao ship, 10 cây thì bên em sẽ tặng một luôn nha. Nó có hai loại nha cả nhà. Một loại là 80 và một loại là 100. 100 thì cây nó nhiều cành nhánh hơn xíu ha, cao hơn xíu. Rồi, có loại 80, loại 100 nha cả nhà. Đó chính là giống dảo Thủ Đức nha. Rồi, còn nhiều giống nữa. Bây giờ một xíu nữa xuống, môi xuống hết rồi. Rồi em sẽ giới thiệu với chúng ta nha. Nó cũng có một lô họ hương rất là đẹp cả nhà.